Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Toyota Altis 2001 đến 2003. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Denso tại Nhật Bản. Đây anh em nhé. Mã sản phẩm của nó sẽ là 447600 gạch ngang 6940. Đây là mã QR khi chúng ta cần có thể quét ra. Trong rất là nhiều video thì em cũng đã giới thiệu sơ qua từ lốc, sàn nóng, sàn lạnh của Denso Japan. Thì có một cái đặc điểm rất là nổi bật là riêng về cái băng dính là Denso Japan đã rất là thân thiện với môi trường, 100% sử dụng là băng dính giấy. Đây là một đặc điểm khá nhận biết của Denso. Đây là quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy với các cái vách ngăn. Đấy, được thiết kế như thế này để chúng ta tránh va đập, bởi vì trên mỗi một công hàng thì nó khá là nhiều. Đó, em cùng nhìn nhé. Đây. Đây, cái chất dàn của nó thì anh em nhìn không thể chê vào đâu được rồi. Đây nha, em nhìn này. Chất thì nhìn xỉn xỉn thế này thôi, nhưng mà đây là chất nhôm miễn chê luôn. Đấy, riêng cái dàn của Atit này thì nó sẽ có hai chiều van anh em nhé, một chiều là quay bên phải, một chiều quay bên trái, nhưng mà đa số thì nó sẽ là quay về bên phải này. Đó, anh em cùng nhìn này. Chất dàn của nó cực kỳ mê luôn, các cái lan dàn rất là đẹp, đồng đều nhau. Đó, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Toyota Altis 2001 đến 2003. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.